Rồi ok, xin chào tất cả mọi người đã quay lại cái video tiếp theo của mình là trước đây ai chưa đăng ký kênh mình thì đừng quên cho mình một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình, được chưa ạ? Thì đến cái video hôm nay thì mình lại điểm qua hai con gọi là kiếm BLB và con KK để cho mọi người cũng biết. Thì nắm anh em hỏi mình qua nên mình ra luôn video cho anh em được biết, được chưa? Thì cái con BLB như các bạn trên thấy trên màn hình này này, đó 5 phút anh em cào vào cào la một lần này thì mình có rút tiền vào hôm qua. Đấy, thì đến hiện tại bây giờ là 8 giờ gần 9 giờ rồi, hiện tại là nó chưa về, được chưa? Thì mình nghĩ có khả năng con này là gọi là scam xịt, được chưa? Thì lắm bạn bảo là đừng hướng dẫn gọi những con scam nữa, thì mình nói thật là mình cũng không phải là cái thằng chủ app nên mình cũng không biết được là nó scam hay không. Đấy, anh em phải hiểu thế, thì mình thấy nó mới thì mình hướng dẫn cho anh em thôi. Còn anh em chơi free thì anh em phải chấp nhận gọi là cái scam nó, mình cũng không phải chủ app thì mình để hướng dẫn biết để hướng dẫn cho anh em thôi, anh em phải hiểu như thế được chưa? Còn có ông thích gọi là đầu tư bỏ tiền thì có ông gọi là comment bên dưới để tôi gọi hướng dẫn video của ông bỏ tiền nó xem, hay là nhắc đến tiền này có ông lại co hết chim cò vào, thấy chưa, nói thẳng vuông đét cho anh em hiểu vậy đấy. Còn ông thích cái chơi đầu tư thì có kiểu đầu tư cho công đấy đấy, không nói lòng vòng nữa đấy, anh em rút kinh nghiệm nhá. Rồi con này thì scam này, có khả năng scam, có khả năng thôi, thì mình rút từ hôm qua thì bây giờ vẫn chưa về thì mình cũng phải chờ đợi, thấy chưa? Anh chơi free thì chờ đợi thôi. Giờ quay sang con KK này, được chưa? Con KK nó đỡ hơn, được chưa? Rút phát một về luôn, được chưa? Như mình đã gọi là rút rồi, rát phát một mấy giây là về luôn, được chưa? Thì là hôm qua nó bảo trì xong, thì nó bảo trì thì nó lại cái khoai như vậy anh em ạ. Thế đây, thì các bạn vào thì nó ra cái giao diện như vậy, nó mượt hơn nhưng mà nó lại gọi là nó đang khuyến mại là 300% đây, được chưa? Rồi các bạn kích vào phần này cho mình, kích phần gọi dưới cộng này để xóa đi ăn. Thì nó không như đợt trước nữa, nó không cho anh em chơi gọi là free như đợt trước nữa. Đây anh em có thể kích vào đây, kích vào đây này, thì nó bắt anh em gọi là đây nó có nói này này, để mình dịch sang nó đọc tiếng Anh này. Rồi ok, nó có nói rằng tiền gửi miễn phí không còn giới hạn, không có hạn đấy, để có quyền tiếp tục sử dụng khoản tiền gửi mỗi miễn phí trong vui lòng thực hiện bất kỳ hai trong ba điều kiện dưới đây, được chưa? Điều kiện này nó ra cái điều kiện với mình đảo thật đó. Thì con này thì trước sau thì nó cũng scam squid thôi, được chưa? Nó có dấu hiệu báo dấu hiệu của scam squid rồi, nó bắt anh em nạp vào để anh em dính phốt của nó, được chưa? Nên là thôi, nên là nếu mà anh em chơi muốn chơi nữa chơi free nữa thì làm các gọi điều kiện của nó, ví dụ như là thứ tư này viết một bài đăng về cách bạn trở thành viên của dự án gọi là BSC Bank Finance với thẻ bất bắt đầu bằng thăng BSC này. Này mình zoom mình nhìn này, thăng BSC, thăng BNB, thăng BSC Bank, xong bắt đầu các bạn là đính kèm ảnh chụp màn hình của bạn cũng như đính kèm một liên kết đến trang web. Đấy, các bạn có thể lấy liên kết của gọi là cái phần tuyển red các bạn này, liên kết giới thiệu của bạn này, các bạn dính vào đây xong bắt đầu các bạn gọi là sao chép gọi là cái liên kết đấy, các bạn sẽ dán vào đây rồi các bạn ấn săn link cho mình để gửi đi, bạn làm hai nhiệm vụ thôi, nó bảo là 2/3 thì làm hai nhiệm vụ là ok rồi, gửi đi chờ nó xét duyệt là ok. Còn nếu mình gọi là mình nếu mà mình có hứng thì mình làm, không thôi được chưa? Rồi các bạn tích vào đây cho mình cái này mới là cái quan trọng này, được chưa? Tích vào đây cho mình. Rồi các bạn có thể thấy cái phần này không, mình zoom nhỏ lại đây, các bạn có thể thấy cái phần này không, mình lưu ý nha, cực kỳ quan trọng luôn, lưu ý này. Hiện tại là red của mình là cũng có gọi là nó cho ngẫu nhiên ý, nó cho ngẫu nhiên anh em tất cả những cái đồng này, được chưa? Đấy, tất cả những cái đồng này hôm qua mình cũng được ngẫu nhiên là tổng cộng là được, hôm qua mình được thằng Sembun nữa, tổng cộng mình được gần 70 đô. Cái con Kaka này khá là êm ấm luôn, được chưa? Thì nó đang là báo dấu hiệu của scam rồi, thì ở trong phần rep của mình ấy thì là được nhiều người lắm, nhiều ông lắm, được cái phần chỗ này này là được gọi là đồng BNB này cũng được 0.05 này, với đồng tất cả các đồng này là mọi người đều được, có nghĩa là có ông ấy đều được cái mình được mấy ông ấy, được chưa? Nó chọn ngẫu nhiên mà, được chưa? Thì anh em có thể vào kích vào để xem cái phần này xem là của mình có không, được chưa? Nếu có thì đây thì anh em sẽ được rút trực tiếp luôn, rút luôn nhé, không cần gửi việc gì hết vì con này nó đang báo scam rồi, được chưa? Đấy, ví dụ có đồng Senmon thì rút đồng Senmon, có đồng Dot thì rút đồng Dot, và có đồng Adidas hay là đồng Dot
đồng rốt này, có những đồng nào thì anh em rút cùng đấy, được chưa? Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn rút luôn nha. Rồi, các bạn sẽ ấn vào quỹ đạo mình để phần quỹ đạo này, zoom ra cho nó to tí nữa, quỹ đạo. Đấy, quỹ đạo nha, khi các bạn ấn quỹ đạo thì ra như vậy. Thì ví dụ như các bạn có đồng BNB chẳng hạn, đó thì các bạn sẽ tích vào đây, ví dụ đồng bạn có đồng Kake chẳng hạn, đấy, các bạn tích vào đây. Đó, ví dụ như hôm qua là mình có đồng Sekmun chẳng hạn, Sekmun này. Đó thì mình kích vào đây. Thì xong bắt đầu các bạn nhập số lượng, thì các bạn viết liền nha, không được chấm nha, không được dấu chấm nha. Xóa dấu chấm đi, cứ viết liền cho mình, được chưa? Rồi các bạn sẽ ấn vào withdraw cho mình là nó sẽ tự động nó gửi về tiền về trong vòng gọi là nhanh lắm. Mình gửi dùng mấy giây rồi về rồi, được chưa? Đây các bạn có thể xem lịch sử của mình, nó có sách Mac cũng phải có chứng, được chưa? Ấn phần này để xem lịch sử. Ông lại bảo thằng này ôi rồi ôi thằng này bốc phét với nọ kia thì cũng nặng nợ, được chưa? Rồi các bạn ấn phần withdraw cho mình, các bạn kéo xem này này, ấn phần withdraw cho mình nha. Rồi các bạn có thể thấy đây, đó đây là mình rút này, lúc 3 giờ tối hôm qua này, 3 giờ đêm tối hôm qua này, hôm qua không ngủ được, chẳng chọc không ngủ được, để thật. Đây mình có rút 3 triệu sangbun thôi. Thì mấy con này trước mình rút chẳng thấy nó trừ phí gì, mà hôm qua thấy nó trừ phí, mình rút 3 triệu đồng set mon nha, thì nó về mới gọi là nó phí hay sao không biết, là thì được 2 triệu 700 đồng set mon rồi, được chưa? Đó, đây quỹ đào đây. Nói chung là ok hết, ok là nó gửi về ví rồi, còn benzing ấy là đang chờ xử lý, nhưng mà ok nhanh lắm, được chưa? Thì đây mình đã rút hết đây, tổng cộng đây các bạn có thể cộng cho mình, chưa? Đây 0.1 0.1 tổng cộng mình ở gần 70 đô đấy, theo dao động giá thị trường, tất cả thị trường. Đây các bạn thấy đấy, mình phóng to ra, lại bảo thằng này bốc phét. Đó, 2 giờ, 3 giờ, đây mình rút cái này là 2, 3 giờ này. Rồi cái này là rút hôm qua, này 34. Đó. Hôm kia ấy, rút kia ấy 34. Đây hôm nay mà nó mùng 2 khá là ấm luôn, được chưa? Còn anh em nào thích chơi thì có thể là làm các nhiệm vụ, cái điều kiện của nó, hay điều kiện nó cũng đơn giản thôi. Nó điều kiện nó đơn giản thôi. Anh em cố gắng nào, được chưa? Còn làm còn mình chắc là bỏ con này, được chưa? Mình sẽ tìm con khác để hướng dẫn cho anh em. Chứ anh em nói mình cũng chẳng ra cái gì, được chưa? Chán luôn đấy, được chưa? Bây giờ chào tất cả mọi người đây.